chặt cái bản đính tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda Vario 160/2023 phiên bản chính hãng đã về tới đại lý, mức giá trên không nhiều. So với mức giá bán đề xuất thì cái chiếc Vario 160 phiên bản chính hãng tại đại lý Honda trên mức giá khá thấp. Đây là một động thái rất lạ với một cái mẫu xe hoàn toàn mới đến từ Honda Việt Nam. Sau khi được Honda Nam giới thiệu thì mới đây, cái chiếc Vario 160 đã chính thức được phân phối chính hãng tại các lý ủy nhiệm HIS trên toàn quốc. Một điều rất bất ngờ là cái dòng xe mới đến từ Vario 160/2023 hiện chỉ có mức giá trên rất ít so với mức giá niêm yết từ hãng đưa ra. Việc Honda Vario 160 chính hãng trên mức giá ít so với mức giá niêm yết đưa ra là điều chúng ta dự đoán trước từ đó, bởi vì đây là cái dòng tay ga có thiết kế khá là kén khách. Ngoài ra hiện cái mẫu xe này có rất nhiều đơn vị nhập khẩu xe máy tư nhân phân phối cái dòng Vario 160 nhập khẩu từ Indo về, mức giá bán dao động trong khoảng là từ 51 đến 55 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Cái chiếc Vario 160/2023 được Honda bán chính hãng là một cái dòng tay ga tiếp theo sau khi mình có động cơ XV cộng, dung tích là 157cc tại Việt Nam. Cái cấu động cơ của chiếc Vario 160 có cái đường kính các piston và hành trình gen là 60.0 nhân cho 55.50m với cái tỷ số nén rất cao là 12:1, ở dụng tổng cộng là 4 van, sinh ra một cái công suất tối đa là 15,1 mã lực tại ngưỡng vòng tua máy là 8.500 phút, trong khi mô men sánh cực đạt là 13,8 Nm tại ngưỡng tua máy là 7.000 vòng/phút. Bên cạnh đó xe còn có nhiều trang bị hiện đại như chìa khóa Numin Smart Key, đồng hồ LED toàn phần, cổng sạc USB. Xe được trang bị phanh đĩa, bánh trước, bánh sau và phiên bản đặc biệt, phiên bản thể thao cũng được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn. Đơn cử là cái chiếc Vario 160/2023 phiên bản thể thao gồm những màu như xám đen bạc sẽ đi kèm với phần tay đỏ, mức giá bán đề xuất là 56.200.000 đồng. Tuy nhiên theo một vài khảo sát của chúng tôi tại các cửa hàng thành phố Hồ Chí Minh thì giá phiên bản này là gần 58 triệu đồng, trên chúng khoảng 2 triệu đồng một chiếc. Tương tự các phiên bản khác của chiếc Vario 160 cũng trên giá là không đáng kể so với mức giá niêm yết đưa ra. Và cụ thể mức giá của những chiếc Vario 160/2023 như sau. Giá của chiếc Vario 160 phiên bản tiêu chuẩn là cái bánh CBS, mức giá bán đề xuất là 51.700.000 đồng, trong khi giá bán tại đại lý dao động trong khoảng là 53.289.000 đồng đến là 53.500.000 đồng. Cái chiếc Vario 160 phiên bản cao cấp phanh CBS, mức giá bán đề xuất là 52.200.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý di động trong khoảng là từ 53.800.000 đồng đến 54 triệu đồng. Cái chiếc Vario 160 phiên bản đặc biệt là cái phanh ABS, mức giá bán đề xuất là 55.700.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý di động trong khoảng là từ 57.400.000 đồng đến 57.800.000 đồng. Cái chiếc Honda Vario 160 phiên bản thể thao phanh ABS, mức giá bán đề xuất là 56.200.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý di động trong khoảng là từ 58 đến 58.300.000 đồng. Lưu ý mức giá này đã gồm thuế VAT và mức giá thực tế thì còn tùy vào từng đại lý và từng khu bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên like, share, subscribe.